Xin chào mọi người, nếu như mà mọi người đang tìm một căn nhà mới ở khu vực thành phố Euless cách sân bay quốc tế DFW chỉ 10 phút thôi, thì sau lưng Francis đây là một căn nhà mà chủ đầu tư họ mới hoàn thành và họ muốn bán. Đây là một căn nhà 4 phòng ngủ, 3.5 phòng tắm, rộng gần 3.100 square feet. Ở khu này chủ đầu tư họ mua một miếng đất xong rồi họ xây 3 căn nhà lên, thì đây là căn nhà họ đang bán giá là 615.000. Khu vực này cái giá tiền nó mắc là bởi vì cái vị trí nó nằm ngay trung tâm của DFW, cách 10 phút tới sân bay quốc tế, 20 phút để đi Dallas và 20 phút để đi Fort Worth. Học khu trường này là học khu HEB, bao gồm thành phố Hearst, Euless and Bedford. Đây là một học khu được điểm A cộng. Thì hôm nay Francis sẽ giới thiệu mọi người căn nhà này, mọi người đi theo Francis coi nha. Nhà này nó mới nhưng mà nó khác những cái khu nhà mới khác là bởi vì đây là một cái chủ đầu tư nhỏ, người ta mua lên, người ta xây một căn nè, hai căn, và căn này là căn thứ ba ở trong một cái đường, cuối đường. Khu này là không có SOA nha. Căn nhà này là được custom build, mọi thứ đều khác nhau so với từng căn nhà hết. Nhà này có 3 gara, hiện tại có một cái xe ở đây của cái người, người ta làm vườn ở đây, người ta tới. Nhà này là 3 gara nha. Bước vô đây, một cái gọi là cái mái hiên ở trước nhà rất là rộng luôn nha mọi người, để được nguyên một cái bộ sofa dài đây cũng được luôn đó. Hiện tại là buổi chiều thì mặt trời nó chiếu vào trong nhà này, thì phía sau vườn nhà mình sẽ là mát. Sau khi bước vào cửa thì đây là để đi vô bên trong nhà, còn đi lên lầu thì cái cầu thang nó cũng không có đối trực tiếp vào cửa nha. Khu vực bên này là khu vực 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Bởi vì nhà này lên tới 3.100 square feet cho nên cái không gian của mỗi phòng nó cũng rất là bự. Sàn nhà là sàn nhà bằng gỗ nha, như mọi người có thể thấy ở đây. Đó, đây là một không gian mở trong rất là rộng, một nửa half bathroom là ở đây. Bước vô đây thì theo phân tích nhận định căn nhà này nó rộng thiệt, nhưng mà cái trần nhà thì nó hơi thấp một chút xíu, nó chỉ khoảng là 10 feet thôi. Không gian mở, chủ đầu tư này họ sắm đồ phân tích thấy cũng rất là tốt đó, cái đá này. Nhìn vô là thấy phòng khách ở kia, phòng khách cũng được ốp đá luôn. Xung khu vực này là khu vực giặt sấy và đi ra gara. Ở đây là có một cái phòng nhỏ nha, phòng nhỏ này chắc có thể được dùng làm để đồ ăn. Đây là khu vực giặt sấy, có thêm cái khu vực bên trong kia là bởi vì nó dưới cầu thang cho nên tận dụng được nhiều. Bây giờ chúng ta đi ra sau sân đi. Nhà này nằm trên một miếng đất rộng 9.000 square feet. Bên ngoài là cái patio bự tha hồ luôn. Đất thì không nhiều nha mọi người, tại vì nhà nó chiếm cũng nhiều rồi. Nhà này nằm ở cuối đường cho nên đất á, nó sẽ là đầu nhỏ và đuôi to. Đây, có máng xối đầy đủ hết. Chúng ta đi vô phòng master bedroom. Master bedroom nằm ở cuối nhà, có 3 cái cửa sổ để nhìn ra ngoài. Trời nó sẽ không có nắng dọi vào đây nha, bởi vì mặt trời cái này là hướng qua hướng tây. Đây là phòng tắm, phòng tắm gồm phòng tắm đứng và phòng tắm nằm, có 2 cái sink, closet bên trong, còn cái toilet thì ở trong này đó, rất là sáng luôn. Cái giá này là họ đang là tôi sẽ thấy là họ đang đúng cái giá 615.000, tuy nhiên mình cũng có thể mình trẻ giá xuống một chút xíu, 600 chẵn.
Bởi vì cái nhà này ăn tiền cái vị trí. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu. Mua nhà đó thì có nhiều người thấy, ủa tại sao nhà mắc vậy? Thì phải sẽ thấy là ngoài cái căn nhà ra, chúng ta còn nên để ý là cái trường học khu đó như thế nào, cái vị trí nó thuận tiện hay không. Như căn nhà này là đi ra ngoài là shopping center ngay sát freeway 183 luôn, đi đâu cũng gần hết đó. Ở trên đây thì là rộng bao la luôn, cái game room ở đây. Vậy có một cái phòng ở trên này. Đây là một cái toilet full luôn nha, full luôn. Khách lên đây là ở thoải mái luôn nhé. Ở đây có thể là một cái second living room. Nếu như mà mọi người quan tâm thì liên hệ Francis ở số điện thoại 214 940 5666. Francis sẽ giúp mọi người mua được một trong ba cái căn nhà này. Chào mọi người.